Vâng. Ở đây là chủ nhà cho ở nhiều nhà. Ừ. Chủ nhà nói bây giờ là ở tiêu cũng sau này bạn cho nhà là sẽ cho nhà cái nào mà theo một tự nhiên hết. Không sao còn cái nào mình làm được không? Nào, 우리는 문을 열어놓고 살잖아. 시끄럽냐 이게 문제란 말이야. 이게 행길가에 있어서 차소리 항상 들리고.